bật mí về tất cả cái thẻ phạt trong cầu lông. Ghê vậy? Đúng. Em biết không? Biết, ba thẻ. Thẻ gì? Thẻ vàng, thẻ đỏ với thẻ đen. Đúng không? Hay quá. Thật sự cái mục đích video này tụi mình muốn làm rõ thêm cho các bạn biết là các bạn đang nhìn nhận là sao ông này cũng câu giờ, ổng cũng đi tới đi lui sao không bị thẻ, mà lại có một số người vừa mới nhấp một cái cũng lại thẻ. À, với lại là hôm trước mình có làm video về Thùy Linh, nhớ không? Dạ nhớ, dạ nhớ. Có một số bạn này không chưa hiểu rõ nên thành ra là mấy bạn cũng có một vài comment không hay, thì thôi để sẵn đây, thôi kệ, mình chiều mà. Mình sẽ làm rõ cái câu là những gì được phép làm và những gì không được phép làm. Bởi vì nếu mà Thùy Linh làm những vấn đề đó mà các bạn thấy là nó nhìn nó không hay, rồi nhìn nó kiểu không phải không? À, có vẻ câu giờ đúng không? Nhưng mà trọng tài đâu có xử lý gì đâu. À, có nhắc gì đâu. Là hợp lệ. Thậm chí trọng tài cũng chỉ nhắc là chuyện bình thường. Ừ. Nhắc thôi vô đi. Vô đây lẹ đi. Ừ. Cũng không sao cả. Dạ. Chừng nào quất cái thẻ lên, lúc đó mới là vấn đề, mà vấn đề lớn nha. Dạ. Đầu tiên là phải nhắc, đầu tiên trước. Là nhắc nhở, còn cái nào mà quá thì ok, dứt cái thẻ vàng luôn. Dứt cái thẻ vàng luôn. Ví dụ giờ như em đang câu giờ thì ê vô lẹ đi. À. Còn nếu mà em vẫn tiếp tục câu ê lại thẻ vàng. À. Và thẻ vàng. Really nigga. Thiếu kinh phí. thẻ vàng này bự nha. Thẻ vàng này hơi bị bự nha. Đầu tiên là thẻ vàng, nó là lỗi thuộc về tác phong. Lỗi thuộc về tác phong. Gì gọi là family này nọ. Thiếu kinh nghiệm anh. Thiếu tôn trọng đối thủ hoặc là cái gì đó. Thì những cái này nó không có liên quan đến kết quả trận đấu. Ví dụ thông thường những lỗi này em sẽ bị hay bị cái là giống như là khiêu khích đối thủ nè. Khiêu khích hả? Khiêu khích xong là kiểu như mình đánh ăn điểm xong cái mình hướng vô mặt đối phương mình la. Xô! Đúng. Là bẫy liền. Em có thể nhìn vào đối phương, em có thể xô cái ghe bình thường. Nhưng nên quay người qua. Và trọng tài xác định cu này nó cũng chỉ là giống như là nó chỉ đang bục lọt cảm xúc thôi. Ăn mừng chiến thắng. Đúng, nhưng nếu mà em nhìn sang đối phương em kêu yeah. So! Gà. Đình Nhu. Em làm gì trong tài? Lỗi tác phong. Đấy, tiếp theo nữa là gì? Câu giờ. Câu giờ ở đây là giống như là em cố tình câu giờ, mệt quá. Các bạn phải nhớ nha, trong thể thao chuyên nghiệp không có chuyện mà xin nghỉ do mệt. Không có kêu cho mệt quá cho xin nghỉ miếng này. Bởi vì cái thể lực nó cũng là một dạng thi đấu. Nên thành ra không chịu nghỉ mệt đây. Bạn có thể là ra làm mồ hôi tay, làm mồ hôi đồ. Kiểu như em thấy là có những cái mồ hôi nhiều quá. Dạ đúng, mồ hôi nhiều quá. Sẽ sinh ra trọng tài. Nhưng các bạn phải nhớ là tất cả các vận động viên đang thi đấu trong sân không được quyền ra khỏi sân khi không có sự cho phép của trọng tài. Xin phép trọng tài, trọng tài đồng ý. Em có lau sân, em có làm gì, em có làm bất cứ thứ gì trên sân mà em muốn bước lại cái chỗ khu vực để bao vợt của mình. Yeah. Đúng không? Em đều phải nhìn trọng tài và nói. À. Nhìn trọng tài và lau động tác. Dạ đúng rồi. Chứ em thấy cũng có cái là lau mặt nè, lau tay nè, hoặc là nhìn trọng tài xong lau sàn vậy. Đúng, hoặc là chỉ trọng tài nói và nhờ lau giùm. Đấy, và trọng tài xác nhận cái sàn có ướt rồi em mới té hoặc em mới lăn lê bò lết đó, ok. Dạ. Thì trọng tài xác nhận là chỗ đó có ướt. Ừ. Chứ không phải là em ưng em chỉ là đâu. Ừ. Nha, nhớ nha. Không phải là ưng là mình chỉ đây nên nước nè mà không có là không được. À. Đấy, nên thành ra là phải tùy. Dạ. Và thẻ vàng này có tác dụng là cảnh cáo. Cảnh cáo. Nghĩa là ngoài cái nhắc nhở đầu tiên là nhẹ nhất rồi. Nhắc nhở đúng không? Đã nhắc nhở rồi em còn cố tình là tin là phải tiếp cái thẻ vàng nữa. Ủa anh, một cái thẻ đi, đưa ra một cái thẻ như cái thẻ vàng nó phải có một cái quyền lực gì đó. Ví dụ như là cái mức phạt nè, hoặc là cấm. Đúng. Như là những cái cấm mùa giải không được đánh hay là gì đó. Không cấm. Cứ bình tĩnh không cấm. Ở một số giải có quy định mức tiền phạt. Là có phạt tiền. Có phạt tiền. Mức phạt tiền. Thì em nói nhưng mà cái này là do liên đoàn đóng, nhưng mà tùy giải nha. Tùy giải nó có quy định mức phạt hay không. Dạ. Nó có quy định trong điều lệ hay không là theo bao nhiêu. Còn nếu mà không có quy định trong điều lệ thì ok, đây là những mức độ cảnh cáo. Dạ. Thì với cái thẻ đỏ này thì là anh nặng hơn rồi đó. Bắt đầu là chứ. Nhưng mà khác với bóng đá, thẻ đỏ bạn phải ra sân. Đúng thẻ không? Thẻ đỏ là phải đuổi. Còn đây thì không. Bạn đang cố tình vi phạm. Ok. Khi bạn bị hai thẻ vàng thì bạn sẽ bị thêm thẻ đỏ. Cùng một lỗi. Ở đây là gì? Cộng điểm. Cộng điểm cho bên đối phương. Đúng rồi. Cái này em có biết. Cộng điểm cho đối phương. Và bạn có thể là bị ăn hai thẻ đỏ liên tục. Trời. Đình Nhu. Bày ơi, bay ơi, bay. Lỗi tác phong.
thẻ đỏ luôn. Trời ơi, em nói cái gì, em có nói cái gì đâu. Really nigga. Tiếng bíp quá nhiều. 20 điểm kết thúc trận đấu. 19. Đình Nhu. Rồi rồi. Cái gì? Em bị gì nữa? Thẻ đỏ. Câu giờ. Như vậy em bị xúc mà. Kết thúc ván đấu 21. Ủa? Bè. 19. Ủa cái gì vậy? Em bị như vậy em bị đứt mà. Cái gì vậy? Nhưng mà không có bị đuổi đúng không anh? Em nhớ được. Xem có những trận em coi em nhớ là có hai thẻ đỏ liên tục luôn. Hai thẻ đỏ liên tục. Nhưng lúc ở thời điểm đó khi hai thẻ đỏ liên tục thì bắt đầu là thẻ này sẽ ra sẽ xuất hiện. Thẻ đen này không phải do Trọng Tài Chính giữ. Trọng Tài Chính sẽ giữ hai thẻ này, vàng và đỏ. Thẻ đen này chỉ có một thẻ duy nhất và do Tổng Trọng Tài. Và khi Trọng Tài Chính giơ tay phải lên thì bắt đầu là Tổng Trọng Tài sẽ đi lại và sẽ nghe Trọng Tài Chính nói. Ví dụ, bạn này bị hai thẻ đỏ, bạn này có lỗi hành vi tác phong. Có thể ngay lập tức luôn nha. Chứ không phải là hai, phải đợi đủ hai thẻ đỏ và thẻ đen. Có thể cái lỗi đó quá nghiêm trọng là ngay lập tức thẻ đen luôn. Chứ không cần phải cảnh cáo, không cần phải nhắc nhở gì nữa. Thông thường mà những lỗi này là thuộc về những là tác động vật lý vào người khác. Đúng rồi. Hoặc là có hành vi phân biệt chủng tộc. Hoặc là có những cái hành vi lời lẽ thô tục. Nhắc tên ba mẹ, lôi đầu ba mẹ ra mà nặng nè. Hoặc là có hành vi là chống đối trọng tài. So. Bớt diễn đi ba, nhiều à, làm như diễn chết gì không bằng á. Đình Nhu. Cái gì nữa vậy? Cây tư như Tổng Trọng Tài. Báo cáo Tổng Trọng Tài, vận động viên Đình Nhu đã vi phạm nghiêm trọng tinh thần thể thao, cố tình đánh trả cầu trúng mặt vận động viên đối phương. Đề nghị trước quyền thi đấu. Đình Nhu vi phạm đạo đức nghiêm trọng, trước quyền thi đấu. Trước quyền em trả cái cầu thôi mà, tại nó đứng ngay đó thì nó trúng mặt thôi. Ông ngồi xuống đây. Ông ngồi xuống đây. Và trước khi Tổng Trọng Tài đưa ra thẻ đen thì sẽ nghe Trọng Tài Chính phân tích tình huống như thế nào. Có thể tham khảo thêm của Trọng Tài Giao Cầu. Nghĩa là có hai người quyền lực nhất đúng không? Là Trọng Tài Chính và Trọng Tài Giao Cầu. Có thêm một cái nữa, em nghĩ là hợp lệ nhưng mà không. Em nghĩ mà hợp lệ nhưng mà không. Và cái thẻ gì mới được? Bệ thẻ gì? Không bệ thẻ đứng trên sân hả? Tình đứng trên sân thôi. Tình xuống trên em sân. Em nghĩ là hợp lệ nhưng mà không. Anh không biết, anh nói với em thua à? Y tế. Y tế, y tế biết. Ở những giải đấu cấp độ thế giới đúng không? Dạ. Không phải em muốn gọi y tế là gọi. Nhiều khi mà mấy giải phong trào mình ứng lên mà gọi mình giơ tay, ứng lên là mình thích là xịt. Nhiều khi mấy bạn bị chuột rút, mấy bạn bắt đầu bó tay, bó chân rồi mấy bạn vô đúng không? Dạ. Còn ở giải quốc tế, bạn đang thi đấu, bạn không có bất cứ quyền nào để mà tự can thiệp y tế mình. Khi bạn có vấn đề về y tế, bạn nhờ Trọng Tài Chính sẽ nói trong và đưa tay lên. Đưa tay lên. Là xin mời y tế tới sân số mấy. Rồi, Tổng Trọng Tài sẽ đích thân dẫn cái người y tế đó tới. Chỉ có một cái lượt hoặc là hai lượt gọi y tế trong một trận đấu. Tùy theo cái điều lệ ban hành nha. Tổng Trọng Tài sẽ đưa cái người y tế tới. Bắt đầu sẽ hỏi bạn bị gì. Bắt đầu bạn sẽ chỉ cái vị trí đó thì bạn sẽ trao đổi với y tế sẽ xử lý vấn đề đó và y tế sẽ trao đổi với Tổng Trọng Tài là ok thi đấu được. Còn nếu y tế nói không thi đấu được thì Tổng Trọng Tài sẽ cho lập tức dừng ngay lập tức, dù bạn có muốn đánh hay là huấn luyện viên can thiệp cũng không được. Kiểu như những cái điểm mà căng thẳng mà ví dụ mình đang ăn điểm mà đang dẫn trước mà lỡ bị cái đó đi kệ bạn là y tế đã kêu ngưng là bạn phải ngưng. Bạn không thể nào bạn kêu là tôi cố gắng nhưng không. Em nghĩ là hợp lệ đúng không? Nhưng không. Đấy. Rồi nhắc lại hồi nãy đầu đó, giờ thì Linh có bị thẻ nào chưa? Nói đó gì thì Linh chưa bị thẻ. Nên những cái gì có thể gọi là không sao. Dạ. Thì Linh làm cho nó ok nha mọi người. Hợp lý. Đấy. Cái này là video để dành cho tất cả các bạn để biết thêm về các tình huống thẻ và này nọ mọi thứ thôi. Dạ. Không, cái này là anh cũng chưa có chia sẻ chi tiết nha. Dạ. Tại vì cái luật nó ban hành là những điều lệ nó không nó nhiều. Nó còn chi tiết lắm nhưng mà mình chỉ đang ở đây là những cái lỗi thường gặp nhất. Dạ, nếu các bạn thấy video này hay bổ ích thì nhớ để lại cho mình, Thầy Thảo và Tim Binh Bi một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.